Hello các bạn, hôm nay mình sẽ cho các bạn coi cái vườn sau nhà của mình ha. Mới trồng cây ớt nè, cây tí tô. Đây là khổ qua nè, mới vừa ra trái. Nhìn này có trái nhỏ nè. Không biết nữa. Đây rau muống, rau răm. Có mấy cây khổ qua bây giờ đang lớn từ từ. Em mới chăm ớt chưa không? Mớp năm nay tưởng không ra trái mà cuối cùng cũng ra. Đây là cái gừng với lại cái sả. Còn đây cái tắc nhỏ nhưng mà cũng ra cũng mấy được mấy chục trái. Nó thon thon vậy nhưng cũng ra trái 5 năm rồi, nó ra có 4 năm trái à. Tại nó nhỏ quá đó, nên ít. Còn năm này ra bông quá trời mà nó đậu được cỡ 20-30 trái. Này lá lốt. Cây nhà đam, cây tí tô này, kinh giới với lại tí tô giáp cá nữa. À, đây là mấy cái tắc này. Tắc này sắp được ăn này. Tắc này là tắc ngọt. Này bông lài này, bông lài bông phướng gì vậy? Đây cây bưởi. Cây bưởi nó ra có đựng chùm ở chỗ này thôi. Mấy cái ra bông nó rụng hết nè. Bưởi này bưởi của Mỹ, nó sắp chín rồi đó. Cây này cây cam, cây này cây chanh, chanh cũng mà chanh của Ấn Độ nó trồng rồi bây giờ mình vô mình trồng lại. Cây này cái ổi. Năm nay được 4 trái, nó ăn hết 3 trái, còn trái thì nó chết rồi, nó sống lại nên nó ít có trái. Còn này là chanh nè, tưởng không có trái vậy cũng có được một trái. Đây cây đào với lại cây ớt. Ớt này mình trồng năm rồi mà giờ nó sống lại nó có trái quá trời luôn. Năm nay làm biếng trồng nên nó không có trái, nên nó không có sum xê. Này cây ngò gai, cây này quế bạc hà. Rồi đây là cái view ở sau nhà mình nè. Mấy cây là toàn là mới trồng không à, chọn trồng cây chanh rồi cây ổi rồi trồng cỡ 2-3 năm nhưng mà ăn trái được rồi, nhưng mà nó còn hơi nhỏ, nó không được xum xuê. Còn mấy cây như cây tắc á, như là cây cam kia á, là trồng 7-8 năm rồi nhưng mà nó kiểu nó không có lên lớn. Năm rồi bầu quá trời, năm nay mớp được mấy trái mừng rồi. Kệ nó. Bên đây cũng cây ớt luôn. Còn này éo quế, rau bông, rau răm, kinh giới, cây sả, mồng tơi. Để trước nhà mình, trước nhà mình có cái mấy cây kiểng này. Rồi cái bông hồng nó cũng chết rồi, rành nó cũng mới cắt hôm bữa đó. Đây là một em sóc. Sóc này là ở sau nhà mình đó. Ngày nào cũng có sóc vậy đó, sóc rồi chim rồi quay tới hoài. Có bữa có anh sóc quá trời mập luôn, anh kiếm cây. Gặp mình Việt Nam chắc mấy anh sóc này bị làm thịt rồi đúng không? Bị làm thịt sóc barbecue rồi ăn rồi ha. Thường thường nó có 2-3 con nhảy sau lưng rừng, sau cái đó là hồi đó là rừng, bây giờ nhà thờ người ta làm lại đó, ở sau nhà đó nên giờ cũng bớt cây. Chứ hồi đó sóc đầy luôn, chim cũng đầy luôn, bây giờ lâu lâu có một con chim, 2 con chim bay qua vậy đó. Còn sóc là thấy ngày nào cũng 20 con, 1-2 con hoài thôi, nhiều khi mình chạy xe mà cũng thấy nữa. Đứng trên lầu nhìn xuống cái dàn này, dàn mớp của mình.
đang chơi rồi ba nó hỏi được còn vậy. Cái gì? Xong rồi lần á, cái nút chỗ này nè, là bấm cái khác bên tay trái đó. Sao? Thì bấm lên cái camera, còn vừa bấm lên một này là quay sau nhà của mình. Camera bấm đâu? Toàn trồng cây trái không? Cái này là cái đào tắc, cây chanh.